thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong sự kiện kết nối giao thương lần thứ 77 do đơn vị là SNG Group tổ chức. Đây là một chương trình rất là lớn và hoành tráng chuyên nghiệp. Thì hôm nay chúng ta sẽ liên tục gặp gỡ một vị doanh nhân vô cùng đặc biệt ngày hôm nay. Xin được chào chị Bích Ngọc đến từ thương hiệu Vinapharma. Ngày hôm nay thì em thấy chị cũng trưng bày rất nhiều sản phẩm. Thì trước khi mà đến với chi tiết những cái sản phẩm của thương hiệu mình, thì chị có thể chia sẻ là cảm nhận khi tham gia tại sự kiện của SNG ạ? Xin chào MC Thanh Hoa. Thì hôm nay Ngọc rất là vui, rất là vinh dự khi là được có mặt trong một cái sự kiện của SNG ngày hôm nay để cùng giao lưu kết nối với tất cả các doanh nghiệp, tất cả các ngành nghề. Thì bên Vinapharma Group thì chuyên về những dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và trong đó là có cái dòng nước ép tinh chất cần tây là cái chai nước màu xanh. Thì hôm nay cũng rất là vinh dự là được tài trợ nước uống cho trong cái chương trình này. Ngoài ra thì còn có sản phẩm về tinh dầu thông đỏ Sâm Ngọc Linh, sản phẩm Thiên An Việt hỗ trợ về bổ phế, sản phẩm Thiên Vương Khớp và Thiên Vương An Khớp là bộ đôi hỗ trợ các vấn đề về xương khớp. Đây là dòng Thiên Vương Phế là dành bổ phế dành cho trẻ em. Ngoài ra thì có một cái bộ mỹ phẩm mới ra mắt, đó là bộ mỹ phẩm Rye là được chiết xuất từ gạo hữu cơ, được trồng từ những cây lúa hữu cơ trên ruộng đồng rươi ở khu vực ngoài Bắc. Ngoài ra thì đây là một cái dòng sản phẩm mới vô cùng đặc biệt, đây là dòng sản phẩm Cozin Love Beauty. Đây là dòng sản phẩm cho dành cho phụ nữ. Thì cũng rất là vui là được có mặt trong cái chương trình ngày hôm nay, và rất mong là sẽ cùng đồng hành với SNG trong những chương trình lần sau nữa. Dạ, em thấy mình có một chính sách là mua một tặng một, thì mình có thể chia sẻ là mua một tặng một sản phẩm nào ạ? Trong cái chương trình ngày hôm nay luôn thì sẽ có cái chương trình mua một tặng một dành cho tất cả các sản phẩm. Khi mà với mua một sản phẩm cần tây hoặc là bất kỳ một sản phẩm nào ở đây thì sẽ được tặng một cái chai kem đánh răng. Chai kem đánh răng dạng bọt dentist như thế này. Ngoài ra thì khi mà mua một bộ mỹ phẩm thì cũng sẽ được tặng một bộ mặt nạ, hoặc là mua một sản phẩm Cozin Love Beauty thì cũng sẽ được tặng kèm một chai kem đánh răng. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của chị Bích Ngọc đến từ thương hiệu Vinapharma. Và chị Bích Ngọc cũng là một trong những nhà tài trợ thức uống gọi là nước ép tinh chất từ cần tây trong những sự kiện bóng đá của SNG. Và hôm nay trong một sự kiện lớn của SNG lại là tiếp tục tài trợ, thì chúc cho sản phẩm của chị Bích Ngọc ngày càng phát triển, đặc biệt là thương hiệu Vinapharma của chúng ta sẽ ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của quý khách hàng. Và đây là thực sự một cái sản phẩm rất tốt và an toàn cho sức khỏe.